Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình thèm nấu hủ tiếu gõ. Mình sẽ đi nấu hủ tiếu gõ ăn hôm nay nha các bạn. Mời các bạn vào bếp với mình nha. Bây giờ mình đi nấu hủ tiếu gõ đây. Thì hủ tiếu gõ mình nấu với xương. Ở đây mình còn có xương nè, mình cũng đã sơ chế sạch sẽ rồi. Cái bên đây là mình có thịt nạc. Thịt nạc mình cũng đã làm sạch sẽ, mình trần sơ qua nước sôi rồi. Đây mình cũng có miếng mỡ. Mỡ này một chút mình làm gì thì các bạn sẽ biết sao nha. Rồi đây mình, hủ tiếu gõ của mình đó, nó hơi khác một chút là nó chất lượng hơn là hủ tiếu gõ bình thường. Đây mình có tôm nè. Mình có thịt xay nè. Mình hầm xương mình để củ hành trắng, củ tỏi này một chút mình sa phi. Thì nước hầm xương mình sẽ không thiếu mực. Ở đây mình có ba con mực của chị bạn mình tặng cho mình. Mình sẽ nướng lên và mình sẽ để vô nồi nước súp cho nó thơm đó các bạn. Thì ăn hủ tiếu không thể nào thiếu rau nha. Nhưng mà hủ tiếu gõ thì rất đơn giản. Rau của nó chỉ là giá với cần tây, hẹ và hành thôi. Tất cả mọi thứ mình cũng đã rửa sạch sẽ hết rồi. Để một chút nữa thì mình sẽ cắt ra. Hủ tiếu gõ thì mình có hủ tiếu, ở đây mình có ba hủ tiếu to rất là bự luôn các bạn. Thì bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nha. Mình sẽ tiến hành hầm xương. Trước khi hầm xương thì mình sẽ rang sơ ba con mực này để nó vàng lên á, nó thơm, thì mình sẽ bỏ vô nồi nước lèo. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị nồi nước hầm xương này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để xương vô nha. Mỡ thì mình để tí xíu nữa mình làm chuyện khác. Rồi thì mình cũng để vô một củ hành trắng vô luôn. Tương tiện mình cũng cho vô đây trước một muỗng cà phê muối. Mình nêm trước vậy, nhưng mà một chút nữa mình sẽ nêm nếm lại nha các bạn. Bây giờ thì chảo mình cũng đã nóng rồi. Mình sẽ để con khô mực vô. Giống như mình nướng khô vậy các bạn. Mình không có cần phải để dầu để gì hết nha. Nó hấp như vậy là được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để vô trong nồi nước dùng luôn. Bây giờ thì mình đi băm củ tỏi nha các bạn. Tại vì á, mình phi tỏi cho hủ tiếu á, mình nên bằm chứ mình đừng xay, xay nó sẽ nhuyễn lắm, nó không ngon. Bây giờ mình sẽ đi cắt mỡ. Rồi, bây giờ mỡ mình cũng đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi phi mỡ nha các bạn. Đi thắng mỡ. Bây giờ chảo của mình cũng đã nóng rồi các bạn. Mình sẽ để mỡ vô nha. Cái phần thịt heo mình hầm đó, nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra. Gấp nó ra mình hâm vô sau nước lạnh. Cũng một chút nữa mình sẽ tháo lá. Mình ăn chung với hủ tiếu đó các bạn. Ngâm vô thêm nước lạnh cho thịt nó không có bị đen á. Tép mỡ mình cũng đã thắng xong rồi nè. Mình để một qua một cái rây mình để cho nó ráo để giữ cái độ giòn của tép mỡ đó các bạn. Bây giờ đồng thời mình cũng lấy cái chảo này để mình phi tỏi luôn nha các bạn. Chảo dầu, chảo mỡ vẫn còn nóng, mình sẽ bỏ tỏi vô luôn. Ăn hủ tiếu thì cái tỏi phi mới thơm các bạn. Mình phi tới khi nào tỏi nó vàng là được rồi.
Rồi, như vậy là được rồi đó các bạn. Mình sẽ để nó ra một cái chén. Mình lại dùng tiếp cái chảo này luôn nha các bạn. Ở nhà mình ăn thôi mà. Sẵn có chảo mình cứ làm tiếp tục, nó không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ chảo vẫn còn nóng á, mình sẽ xào thịt luôn. Mình xào cái phần thịt xay này. Xào cái phần thịt xay này cho nó tơi ra. Trong cái phần thịt xay này á, thì mình cũng đã ướp chút xíu tiêu, chút xíu muối, chút xíu bột nêm gà. Bây giờ mình xào tới khi nào mà thịt nó tơi ra đó. Khi thịt nó tơi ra rồi á, mình sẽ cho nó vô đây là một giá đó. Nước dùng nha các bạn, nước súp á. Mình sẽ nấu đó. Mình nấu khi nào mà cái nước súp này nó rút lại trong thịt, nó sệt lại là được các bạn. Mình làm như vậy thịt nó sẽ bị không có bị khô. Nếu mà mình xào không á thì thịt nó bị khô lắm. Bây giờ mình sẽ nấu nó trong cái nước dùng này nè. Cái thịt của mình nó được mềm. Lúc ăn á, nó không có bị khô. Mình nấu đến khi nào cả nước nó rút lại vô trong thịt lại á, thịt mình nó mềm ra thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Ta đã xong một chén thịt xay. Sau một tiếng đồng hồ mình hầm nước xương á, nước súp á, thì bây giờ xương của mình nó cũng đã ra chất ngọt, xương cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình tiến hành nêm nếm nha các bạn. Trước khi mình nêm nếm á, thì mình sẽ để cái lá hẹ vô. Mình để lá hẹ vô cho nó dậy mùi thơm á. Một chút nữa mình sẽ vớt nó ra. Mình nấu lá hẹ trong nước súp luôn. Mình nấu cho lá hẹ nó chín thơm rồi mình sẽ vớt nó ra. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Mình sẽ cho vô đây một muỗng canh nước mắm. Tùy theo mỗi khẩu vị của mỗi gia đình nha các bạn. Các bạn thích ăn đậm đà thì các bạn nếm nêm cho đậm đà. Còn các bạn nào thích ăn lạc thì nêm lạc. Mình sẽ cho dây dây bởi vì là đường vàng. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít muối. Cái hẹ này đó, cái mùi nước lèo đặc trưng của hủ tiếu gõ là có cái mùi hẹ này và mùi với lại tép mỡ nha các bạn. Mình sẽ bỏ tép mỡ vô luôn. Mình sẽ nấu một lúc rồi mình sẽ vớt cái hẹ ra. Phần nước súp của mình nó cũng sôi dài dạo rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái hẹ ra nha. Rồi, vậy là mình cũng đã vớt xong cái phần tép mỡ với hẹ rồi các bạn. Có thể bạn giữ tép mỡ ăn được nhưng mà mình thấy để tép mỡ mình thấy ngán quá nên mình vớt ra luôn. Chỉ là nước lèo với xương thôi. Nó sẽ thoang thoảng thơm mùi của tép mỡ với lại mùi hẹ thôi, nhưng mà mình sẽ không thấy được hẹ trong đó. Bây giờ phần nước lèo của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình trần tôm, trần hủ tiếu rồi mình tiếp tục thưởng thức nha các bạn. Sau một lúc thì tôm của mình cũng được xong rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp ha, mình sẽ vớt ra. Rồi, cái phần tôm của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Tôm đỏ tươi ngon hơn. Cái bây giờ mình ra mình cắt hành ngò ha, để mình ăn hủ tiếu. Mình cũng đã chuẩn bị hành ngò rồi xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt thịt nha các bạn.
mỏng mỏng ra. Hủ tiếu gõ thì người ta chỉ ăn thịt heo thôi các bạn. Thịt heo với xương. Còn tôm là mình chế thêm đây. Tôm với thịt xay là mình chế thêm, mình để vô cho nó ngon thôi. Tôm hủ tiếu nó chỉ có vài lát thịt thôi, với một cục xương hoặc hai cục xương. Hồi xưa về đêm ở Sài Gòn á, người ta hay bán hủ tiếu gõ. Tôi đi gõ cốc 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 cốc. Mình không biết bây giờ họ còn gõ giống ngày xưa nữa không thì mình cũng không biết nữa. Bây giờ mình cũng đã chuẩn bị hủ tiếu đồ đầy đủ hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn hủ tiếu nha. Mình sẽ cho hủ tiếu vô tô. Mình lấy ít hủ tiếu thôi. Rồi. Mình sẽ cho thịt vô ha. Mình làm biếng cầm đũa gấp đó các bạn. Mình lấy cái bao tay gì mà mình làm cho nhanh. Mình cầm đũa nó hai bị trợt á. Và hai con tôm. Mình sẽ cho một tí xíu thịt heo xay vô. Mình cho hành ngò vô. Cái này là chưa bằng hủ tiếu gõ biến tấu nha các bạn. Nó không còn là hủ tiếu gõ bình dân giống như người ta làm. Ok. Rồi, bây giờ nước súp của mình sôi trở lại rồi. Mình sẽ chan nước lèo nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây một cục xương nè. Wow, ngon chưa? Đó, mình sẽ rưới nước súp vô. Rồi, ngon lắm luôn rồi. Mình đã nấu xong hủ tiếu rồi nè các bạn. Hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ của mình á, nó biến tấu chút đỉnh nha. Mình có để thêm tôm nữa, thịt xay. Thường hủ tiếu gõ nó không có thịt xay nha các bạn. Với lại tôm, nó chỉ là thịt heo với xương thôi, với giá hẹ thôi. Bây giờ mình sẽ thử nha. Vừa ăn lắm rồi các bạn. Về sau khẩu vị của mỗi gia đình mình nấu, mình nêm nếm. Bây giờ mình sẽ cho trái hẹ vô. Mình sẽ cho hai lát ớt. Ớt nhà mình trồng á. Thường là ăn hủ tiếu mình hay thích ăn chanh. Cho miếng chanh vào. Nếu mà muốn thơm ngon hơn nữa, mình sẽ cho một chút xíu xì dầu vô nữa thì nó sẽ ngon lắm. Bây giờ mà các bạn dùng nha. Hủ tiếu ngon lắm. Hủ tiếu dai, mùi thơm của hẹ, khẩu si, chua chua của chanh. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nếu mà thích món hủ tiếu gõ bình dân của mình thì làm thử theo cách của mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.